Em kinh doanh được 2 năm, 7 năm rồi. Wow. Từ năm 18 tuổi. Nhà em có 3, em có 5 người. À, mình là hai em trai với ba mẹ. Kinh tế gia đình em thì phụ thuộc vậy. Nên 18 tuổi em có đi học đại học. Học được năm đầu thì bắt đầu là em trai kế lên, cũng lên học cùng á. Thì em làm về kinh doanh để lo cho hai đứa đi học. Em của dưới quê thì luôn có một khao khát là mình sẽ được học, tại vì em còn đừng đi học quá sớm nên em luôn khao khát được đi học, học bất kể một cái gì cũng được. Hồi đó em có học thêm tiếng Đức để đi du học Đức, với em muốn thoát ra khỏi cái vùng quê đấy. Không phải là vì nó chưa phát triển, nhưng mà em nghĩ là bản thân em còn có thể chinh phục được những cái mà lớn hơn.